Chị hai, chị hai, chị đi vô đây. Hai người tới đây làm gì? Chị em tôi có chuyện muốn nói với Bách. Gì vậy Tiên? Gan giật chồng người khác thì đừng có diễn tuồng ở đây. Còn Dượng nữa, Dượng đúng là không ra gì. Uổng công em tôi tin tưởng Dượng, yêu thương Dượng, vậy mà Dượng nỡ lòng nào lừa dối nó đi ngoại tình với con tiểu tam này. Chị im đi, đây là chuyện gia đình tôi, chị biết cái gì mà xí vô. Đừng có sợ. Em thấy rồi, thì anh cũng nói luôn, bây giờ anh yêu Tiên, nhưng mà anh vẫn hoàn thành trách nhiệm với mấy mẹ con em. Em đi về đi, anh nói chuyện này với em sao? Anh... đừng có hỗn với anh nha. Tôi đúng là không có mắt, mới yêu một người tệ bạc nha anh. Chị bị điên hả? Ba mẹ tôi cũng không dám đánh tôi, chị dám đánh tôi hả? Chưa ai đánh Dượng thì ngày hôm nay tôi sẽ thấy con Nguyệt đánh Dượng. Chị hai, chị hai ơi, đừng có đánh anh nữa mà. Tôi sẽ báo công an bắt chị. Con thì báo đi, coi ai là người nhục nhã hơn. Em xin chị hai, mình đi về đi chị hai ơi, đi về đi chị. Anh có sao không? Thì mình đi bệnh viện liền nha. Anh không sao, anh không sao đâu. Em xin lỗi, là do em liên lụy đến anh nên họ mới đánh anh như vậy. Nói cái gì vậy? Em thì có lỗi gì đâu, lỗi là của mấy người đó đó. Yên tâm đi, để anh về giải quyết cho họ, anh không cho tới đây phá em nữa đâu. Nhưng mà bây giờ chuyện dở lỡ hết rồi, chị của Nguyệt lại hung dữ như vậy, em sợ họ lại đánh anh nữa. Hay là để em đi năn nỉ họ nha anh. Em không tranh giành bất kỳ danh phận nào với Nguyệt hết, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi à. Đừng bỏ rơi em nha. Anh biết chứ, làm sao anh bỏ rơi em được. Anh không có bỏ rơi em đâu. Tin anh đi, để anh giải quyết chuyện này cho nha. Nghe lời anh nha. Có thiệt không anh? Thiệt, tin anh nha. Mình nín đi, không có việc gì phải khóc lóc đau khổ vì loại đàn ông tệ bạc đó hết á. Tụi nó muốn báo công an thì cho tụi nó báo luôn, kiện chi ra tòa càng tốt, để ai cũng biết tụi nó là đôi gian phu dâm phụ. Chị hai à, tạm thời em chưa muốn ai biết chuyện này hết, coi như em năn nỉ chị. Chị đừng nói chuyện này cho ai nghe hết, kể cả mẹ nha chị. Em sẽ tìm cách để khuyên nhủ anh Bách. Nguyệt ơi, Bách nó ngoại tình như vậy rồi mà em còn tha thứ che giấu cho nó nữa hả Nguyệt? Coi như là chị thương em, thương hai đứa con của em. Mình đừng làm lớn chuyện này nha chị.